Cùng thì cũng đã có gà ăn rồi. Ngon quá à. Phải ăn ngay cái đùi gà cái rồi. Ngon quá à. Sao mà chưa bao giờ mình cảm thấy ăn con gà nào mà nó ngon như con gà này hết trơn á. Ngon quá à. Đùi gà ngon quá à. Ủa? Con gà, đùi gà, cánh gà đâu? Không phải à? Thì ra nãy giờ mơ hả? Chỉ còn cơm với rau thôi mà. Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn biết đó, ở tập trước hả, tớ biến thành cà tím, cà tím biến thành tớ, nên bây giờ tớ đang ở nhà nghèo, nhà của bạn cà tím, nhà bạn cà tím mà tớ chưa bao giờ thấy xuất hiện một miếng thịt nào ở trong mâm cơm hết trơn á, toàn ăn cơm với rau mà ngày 3 bữa luôn á. Tớ không ngờ luôn là ở nhà bạn cà tím á nghèo như vậy á, mà đường cái là lúc nào á mẹ cũng có ở nhà, tớ cũng gặp được. Còn ở nhà tớ mẹ tớ đi suốt à, ít khi gặp mẹ tớ lắm. Con, dạ. Đây làm bẩm cái gì đây? Lo mà ăn cơm đi, ăn nhanh lên còn ra phụ mẹ bán rau nhá. Hả? Mẹ nó bán rau hả? Ừ, hay con bé này. Ở nhà ăn rau chưa đã, sao còn đi ra chợ bán rau nữa mẹ? Con đâu biết bán rau đâu. Con bé này, bình thường con bận phụ mẹ bán rau thế. Hôm nay anh hai cà chớn của con bắt đi học rồi, cho nên là con ra phụ mẹ bán rau nhá. Mình cứ bán như mọi khi ha. Ăn nhanh con, ăn nhanh. Mình đâu biết bán rau đâu các bạn. Cà tím mới biết bán rau mà. Cà tím, bây giờ nha, nghe lời mẹ ngoan, ngồi đây phụ mẹ bán rau. Mẹ đi ra cô ba đầu chợ, có chút việc, lát mẹ về nhá. Khoan, mẹ đi rồi, con đâu có biết bán đâu. Cái rau này con đâu có biết bán sao đâu mẹ. Hay cái con bé này, thường ngày bán sao thì bây giờ mình bán như vậy. Thường ngày bán sao hả? Con bán rau rồi mà biết. Hay là con quên rồi, mẹ nói lại cho con giá tiền như thế nào đi. Thôi được rồi, cái con bé này. Đây là gọi là rau cải nha, cải xanh. Dạ, rau cải xanh. Rồi, 10.000 một bó. 10.000 một bó? Đúng rồi, ai mua 2 bó thì lấy lại cho người ta 15.000 thôi. Ủa sao mà mẹ? Sao 10.000 một bó, 2 bó phải là 20.000 không? Không thì bớt cho người ta một tí, bữa sau người ta còn mua, hiểu chưa? Còn cái này gọi là bắp cải. Đây, bắp cải này, 20.000 một cái. 20.000 một cái? Đúng rồi. Cái này mẹ hay luộc cho con ăn đúng không? Đúng rồi. Còn bên này là rau xà lách nha. Dạ. 10.000 một búp như thế này. Ai mua 2 búp thì là 20.000 nhá. Ủa? Sao cái này hai bó là 15.000 mà cái này 2 búp vẫn là 20.000 rồi mẹ? Con bé này rốt thế. Cái rau này nó đắt, còn cái rau này nó rẻ, hiểu chưa? Rau xà lách nó đắt. Mình còn một thùng dưới này này. Dạ. Bán hết bên trên thì cứ lấy dưới thùng lên mà bán nhá. Dạ vâng. Rồi nghe lời mẹ, phụ mẹ ngoan, lát được về mẹ thử quà nhé. Thương quá à. Thế, rồi bán đi nha. Các bạn ơi, rau đi mà nhiều loại tên quá nhở. Rau này là rau gì nhỉ? Các bạn biết tên rau này không? Nhắc lại tớ với, tớ quên mất tên rồi. Trời ơi, bình thường mà ở nhà tớ là mẹ tớ đi siêu thị mua rau, mua đồ ăn đâu mà, chứ đâu có ra ngoài chợ này đâu. Ngồi ngoài này một mình, con nít sợ chết đi được. Trời ơi, bên trái kìa, các bạn kìa. Trời ơi, cô bán cá. Bên phải chú bán thịt heo, nhìn cái ghê quá à. Trời ơi, ngồi đây mình lỡ áo cóc mình thì sao đúng không các bạn? Nhà các bạn đó là đi chợ mua rau hay đi siêu thị mua rau là nhà tớ chỉ đi siêu thị thôi. Các bạn bình luận tớ biết với nha. Ai mà ra ngoài chợ mua rau này trời. Rau gì mà 20.000 một bó vậy? Tớ chưa bán rau bao giờ, làm sao mà bán hết rau này mà để đi về đấy. Tớ vừa nghĩ ra được cách này các bạn ơi. Đây tên tên. Khi mà hoán đổi thân phận với bạn Cà Tím, tớ vẫn còn tiền trong túi nè, tiền này của tớ đó. Đối với các bạn biết tớ làm gì? Tớ bây giờ tớ nghĩ tớ sẽ không ngồi đây bán rau được đâu. Tớ sẽ cho hết số rau này đi. Đó, xong rồi tớ lấy tiền của tớ ra, tớ giả bộ là tớ bán được rau rồi đó. Khi đó là tớ sẽ được về nhà. Ý, đúng không các bạn? Các bạn thấy à, cách này của tớ hay không? Nếu mà hay thì kéo xuống dưới bấm tặng thật là nhiều like cho tớ nha. Cái gì mà không giải quyết được thì mình sẽ lấy tiền để giải quyết, đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ cho rau đi. Cô bác ơi, rau miễn phí đây, con cho rau là cô bác ơi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Đây, cảm ơn bác. Còn đây nữa. Trời ơi, đây cho hai cô bác luôn. Yeah. Hết rau rồi, tiền bán rau này các bạn ơi, hết rau rồi. Mẹ ơi con bán hết rau rồi. Cuối cùng đã xong. Ôi trời con, dạ. Cái gì mà kêu gấp thế? Mẹ, con bán hết rau rồi mẹ ơi. Kìa. Bán nhanh thế nhở? Dạ vâng, con mà. Tiền đâu? Dạ đây, tiền đây là mẹ, 1 triệu nữa đó. 1 triệu á? Dạ đúng rồi. Rau nhà mình mẹ nhớ là chỉ có khoảng hơn 500 thôi mà con. Ở đâu ra 1 triệu ấy? Hơn 500 thôi à? Ở đâu ra vậy? Nói thật cho mẹ nghe nè. Vậy chắc là họ các cô chú bo cho con đó mẹ. Dạ vâng, chắc cô chú thấy con dễ thương quá nên là cô chú bo cho con đó. Con thấy con bán được 1 triệu mà. Cuộc đời mấy chục năm bán rau, mấy chục nồi bánh chưng của mẹ chưa được ai bo cho đồng nào. Thế mà con tôi lại được bo cơ. Con cũng không biết. Mẹ, hay là bây giờ con hôm nay con bán hết rau như vậy là con giỏi đúng không mẹ? Ừ, quá giỏi. Con có tìm hiểu rồi đúng không mẹ? Rồi, cảm ơn nhá. Vậy hôm nay mẹ cho con ăn ngon đi nhá. Ăn ngon á? Dạ vâng. Thôi được rồi, đơn giản mà. Đi về mẹ cho con ăn ngon nhá. Yeah, ăn ngon rồi. Chắc là với số tiền đó mẹ mình sẽ không, mẹ Cà Tím á, mẹ Cà Tím sẽ mua gà, hamburger, rồi pizza này giống ở nhà mình cho mình ăn đó, mình thèm quá à. Các bạn ơi, tớ tưởng về mẹ cho tớ ăn ngon liền. Ai ngờ mẹ tớ bảo bình thường là Cà Tím là phải giặt đồ, lau dọn nhà cửa xong mới được ăn cơm các bạn ạ. Bây giờ tớ phải giặt đồ, tớ không biết giặt đồ sao á. Cái áo này giống như của anh hai Cà Chớn, Cà Tím đúng không các bạn? Trời ơi, không chịu giặt gì hết, bắt người ta giặt đồ à. Có bạn nào phải giặt đồ không? Ở nhà tớ có bây giờ phải làm cái việc này đâu. Bây giờ giặt làm sao? Xà bông đâu? Không có xà bông hả? Chuẩn bị có pizza này, gà ăn này. Làm việc chăm chỉ xíu cũng được các bạn ha. Tớ chưa bao giờ mà phải cầm cái chổi quét nhà hết trơn nữa. Có bạn nào biết cầm chổi quét nhà không? Vất vả quá các bạn ơi. Thế là tớ đã trải qua một ngày sống cuộc sống của con nhà nghèo này, đi ra chợ bán rau của mẹ nè, giặt đồ nè, lau dọn nhà cửa nè. Các bạn thấy tớ có giỏi không? Vất vả một xíu nhưng mà bây giờ cuối cùng mà miếng ngon cũng đã tới. Tớ đã đưa cho mẹ Cà Tím 1 triệu. Bây giờ chắc chắn là mẹ Cà Tím đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho tớ ăn. Yeah. Yeah. Này nha, ngon lắm đấy nha. Rau luộc ngũ vị hay còn gọi là rau luộc thập cẩm. Đấy, thấy chưa? Chấm kho quẹt. Kho quẹt này chỉ có con nhà giàu mới được ăn thôi nha. Đấy, có thịt này, có tôm này. Đấy, ăn đi con. Đây, mày chấm cho một miếng mà ăn này. Đó. Mẹ, con bán rau cho mẹ được 1 triệu. Con bảo mẹ cho con ăn đồ ăn ngon mà. Mẹ cho con ăn rau mà. Thì đồ ăn ngon đấy thầy. Cái này nhà giàu mới được ăn đấy con. Thịt đó hả? Ừ. Các bạn nhìn thấy thịt không? Các bạn thấy thịt nó to chưa bằng cái đầu đũa không các bạn? Cái này gọi là thịt thôi mẹ. Thì có thịt cho con ăn nữa đi. Con ăn thịt các bạn. Trời đất ơi, vất vả làm việc cả ngày, tưởng ăn cơm gì ngon, ai ngờ thêm miếng chén khô quen. Không được rồi các bạn ơi, mình thấy không ổn thế nào hết á. Sống một cuộc sống như này mình không sống được. Mình phải tìm cách trốn khỏi đây thôi.